Ngày 15 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3608D ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Tuấn, 39 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3608D về tội nhận hối lộ. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 3608D, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao trịnh ngọc tuấn đã nhận tiền của tổ chức cá nhân để thực hiện việc đăng kiểm cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho nhiều phương tiện xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra vụ án nêu trên